Rồi, chào mấy anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em một ít sản phẩm mấy anh em nghe nè. Thì em đầu tiên là em giới thiệu cho anh em cái chuông nha. Cái chuông này chuông cái Trung Quốc chuông chích nha anh em, bỏ vô cái lọc á. Khi mà nó bật dính lên thì nó rung lên á nè. Thì rung lên thì mình biết là lụm rồi nha anh em. Thì chạy ra lấy. Thì cái chuông này thì em đang bán cái 30 ngàn nha anh em. Này để vô lọc nha anh em. Anh em cần cái mẫu chuông này thì alo em ha, cái 30 ngàn. Chuông này thì anh em xài lụm xài. Còn cái này là cái cống đựng thóc đựng lúa nè, thì nó đang mà nhựa cứng cứng lắm nghe nè, ngắt tôi không xi nhê nào chứ nghe nè, hai tay nha. Cứng lắm, mấy này xài bền lắm, ở trong nó có cái lớp chì cứng lắm, có hai màu, màu xanh với màu trắng. Này hiện cặp 30 ngàn nghe nè, trắng này mình về dễ thấy nè, còn màu xanh này để vô trong cái lập như 7 nghe nè, 30 ngàn cặp ha, tùy theo anh em thích cái mẫu nào nghe nè. Còn cái này là cục chì bên em thì em bán cục chì trong gửi gam nha nè, chỉ trong gửi gam là nó không bay được nha nè, còn mà còn nhẹ quá thì nó bay được. Thì bên em bán cục này nhiều lắm, 25 ngàn cục chì nha nè. Rồi cái này là cái bẫy thòng, thì cái bẫy thòng này thì mình căng ra được 2 mét nha nè, 2 mét ha, thì một bộ gì đây là 20 vòng. Cái này là phen liền luôn nha nè, 1 gam là cái màu đen cho trùng với cái vòng, kiểu màu đen là màu nhẹ nhất nha nè. Cái này dây siêu bền nè, dây này dây lớn nha, này dây lớn nha nè, chắc lắm. Này nó có chống sắn bằng nồi so luôn nha nè, cũng nồi so ha, dây siêu bền nha nè. Thì một bộ gì đây là em bán là 100 ngàn nha nè. Cái này bắt được tất cả các loại nha, con nào chui ngang lỗ này là chết nha nè. Mình căng dưới bắt mấy con chim bìm bịp vừa được ok hết trơn nha nè, thậm chí mình thể bắt được những con tròn nhỏ nhỏ, mấy con tròn đòi đèn á nè, ok lắm. Thì 100 ngàn nha nè. Rồi tiếp tục để em giới thiệu cho anh em là cái thằng lưới đăng lập nha anh em. Lưới đăng lập này đang một chỉ, cái này là chỉ thái nha anh em, này đang sẵn về mình là lợp lên rồi mình điền lại thôi, thì đang sẵn nha anh em. Thì một bộ gì đây là 60 ngàn. Anh em cần cái mẫu lưới đăng lập này anh em alo em ha. Còn cái này là lưới siêu bền nè, siêu bền thì cái dây nó nhìn nó đã lắm, nó nhuộm màu gỗ khô nữa nè, thì đang sẵn luôn, siêu bền nha anh em. Thường là anh em xài lập nên anh em xài cái hàng lưới này nhiều, cái này anh em xài nhiều nghe nè. Hiện bộ gì đây là 80 ngàn, mắc hơn kia 20 ngàn nghe nè. Anh em xài cái siêu bền nhiều lắm. Cái này cống tre, cống điện thóc luôn tre nghe nè. Cống này thì đang mình tre một chút nha, cái này tre già nha. Thì cái này thì một cống gì đây là một cặp gì đây là 20 ngàn nghe nè. Mấy này anh em xài lâu lắm nghe nè, mấy năm á, thấy gì chưa, xài mấy năm nghe nè. Anh em mình để thức ăn nồi ấy rồi nó khô, nó đâu có hư hao nó đâu. Còn cái này là cái móc móc châu lụp nè nè, móc châu lụp, móc móc này thì cái dưới đây thì bằng đồng thau cái nè, còn trên đây thì bằng inox, inox nó có rãnh nè. Thì một cái gì đây là 140 nghe nè, 140 nha, mấy này xài bền lắm. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là mấy cái nón này để mình đi mình đội mình đi ngoài nắng là ok lắm nha nè, nắng mưa. Thì nón này nón tà bèo, nón tà bèo này thì cái màu nhộm đá lắm, dày bền màu lắm nha nè. Cái này nó có cái ấy để mình bóp lên nè. Thì cái nón tà bèo này thì em đang bán giá là 80, anh em cần cái mẫu món tà bèo này thì alo em nha anh em. Đây đóng mấy cái đúc bằng đồng nha nè. Còn cái nón kết thì 60 nha nè, kết 60 ha. Anh em cần mấy mẫu nón này thì alo em. Hai màu, màu xanh lá cây, màu xanh còn ngã vàng vàng nhưng mà lá khô vậy nè, mai kỹ lắm, cần mẫu nào alo em nha nè. Còn cái này thì túi đeo chéo này thì mai mình giải kaki dày nghe nè, nãy kaki dày mai 2-3 lớp nữa, thì dây kéo nó cũng dây kéo tốt nữa, dày lắm. Có mấy này anh em bền màu nữa, anh em xài yên tâm không sợ gách đâu, mấy này bao cho anh em gách luôn, anh em xài cũng đường nào gách đâu, nói cho chỉ mấy cái chỉ này thì mai cũng buồn chỉ đâu nha nè. Cái này thì em đang túi đeo chéo này thì em đang bán giá là 150 ngàn nha nè, trong nó nhiều ngăn lắm vậy cui à, 150 ngàn nha nè. Anh em cần mẫu nào thì alo em nha. Thì bên em nhiều mặt hàng lắm nha nè, thì từ liều lục lồng nuôi thuốc nuôi rồi tới khoáng ngũ cốc, hoặc là bẫy thì nhiều bẫy lắm nha nè, chích quất bìm bẹp cúc rồi có đầy đủ hết. Anh em cần mẫu nào alo em, hoặc là anh em mới chơi tập chơi đó thì anh em muốn cần hỏi gì anh em thì nghe em tư vấn cho anh em nha nè. Thì trừ cái giờ mà 11 giờ 1 giờ rưỡi thôi, mà mấy giờ kia ra thì anh em điện giờ nào cũng được chứ, em lúc giờ đó mình nghỉ trưa nha anh em. Một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em nhiều ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em.
Còn cái này quên nữa chứ, còn cái này là cái xích chân nha. Thì xích chân của thằng số 8 với Malai nha anh em. Này có mẫu số 8 này anh em thích nhiều nhất, mẫu này xài nhiều nè. Số 8 nha anh em. Số 8 này thì anh em xài nhiều lắm, cái này làm dây đặc luôn nha anh em. Dây đặc luôn á, nhưng mà cổ khô nha anh em, dây này dây lớn anh em xài yên tâm. Thì cái này cộng của số 8 này thì 65.000, còn cả cộng Malai này thì chúng sóc bằng đàn nè, chúng sóc bằng đàn nhìn nó gọn hơn. Cái này thì 50 nha anh em. Thì dây cũng vậy thôi, dây lớn nha. Tùy theo sở thích của anh em. Còn xích chân Việt thì anh em có giá là 40 nha anh em. Xích Việt thì nó rẻ hơn. Anh em cần mẫu nào thì alo em nha anh em, số điện thoại em để dưới tôi đệm giao hàng toàn quốc ha. Anh em cứ điện số đó hoặc là nhắn tin số đó mình Zalo nha anh em. Thì cũng có thắc mắc hay là muốn còn tư vấn gì hoặc là anh em hỏi gì đó anh em, thì em mẫu nào có em báo giá gửi về cho anh em luôn. Thì bên em khoảng mấy trăm mặt hàng á. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.